Chào các em Bắt đầu bài 1 Thầy dạy cho các em cách đánh dần tiếng Việt nha Y Y Y Y, y đi học Y đi học Y đi học Con thỏ đi học Con ếch đi, đi học Y đi học Y đi học Y đi học Chữ này là chữ U nha các em U. U U U U cái lưu U cái lưu u cái lư ư chữ này là chữ ư nó có cái móc này nè ha ư ư ư cái lư cái lư nè cái lư là ở trên bàn thờ đó nha các em ư ư cái lư ư cái lư dưới này là số 1 nha các em số 1 một, một con chim một cái lá. Một cái trái táo. Một con cá. Bây giờ bắt đầu sang trang mới nha. Đây là chữ tờ. Tờ có thể gọi là tê cũng được. Tờ. Tổ chim. Cái tủ con chó tờ u tu hỏi tủ tờ ô tô hỏi tổ tờ 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 y y y u u u ư ư ư tờ y tì. tờ y tì. tờ y tì. tờ tự tu tờ tự tu tờ tự tu tờ ư, tư. tờ ư tư tờ ư tư tờ ư tư Đây là số 2 nha các em. Đây là 2 trái táo. Đây là số 1 một hộp đậu phộng cộng với một hộp đậu phộng bằng hai hộp đậu phộng đây là chữ n nha các em n n, n. hoặc là đọc là n cũng được n n n N, n -a na i nai na na i nai n a n i n đây là con nai u n u -nu. Anh, n u, -nu. N -u, -nu. N -u -nu. Anh n n u n u n u n u n n i -ni. n i n i n i n i n i ư ư ư n ư nư n ư nư n ư nư đây là chữ m đọc là em em hoặc là đặt là m cũng được m m m ư ư ư m ư mư m ư mư m ư mư -e M-E-M-E-O-M-E-O -o Quyền mèo -me U M-U-M-U U M-U-M-U U, -u M-U-M-U U -u I-M-I-M-I I-M-I-M-I Đây là số 3 Đây là 3 cái dấu chấm đây là hai cái bóng bóng cộng một cái bóng bóng bằng ba cái bóng bóng. 2 cộng 1 bằng 3. 2 cộng 1 bằng 3. 2 cộng 1 bằng 3. Bây giờ bắt đầu sang trang mới nha các em. Các em thấy đây là chữ O nha. Chữ O Cái này là con chó ho Con chó ho đó nó, nó đang bị ho Đây là con cò à, Các em phải đánh dần đó Con cò nó bắt đầu bằng chữ C nha Chữ C đọc, đọc là cờ đó Cờ O có quyền cò Cờ O có quyền cò hát o ho con chó ho con cò tờ o to các anh các em đọc ba lần nha các anh càng đọc nhiều thì các em sẽ cần nhớ dài tờ o to tờ o to n o no n o no n o no m o mo m o mo m o tờ ư tư tờ ư tư tờ ư tư n o no n o no n o no bây giờ chữ o có cái dấu mũ ở trên thì đọc là o ô ô tờ ô tô tờ ô tô tờ ô tô còn cái chữ o mà có cái móc này thì đọc là chữ ơ ơ ơ nơ nơ -Ơ. cái đây là cái nơ nè các em thấy không cái nơ không nơ 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 mơ 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 là ngủ mơ đó các em ngủ mơ đó đây là cái tô cái tô người ta có thể gọi là cái chén đó cái tô cái tô thì thường thường nó lớn hơn cái chén nha <laughs> tờ ô tô Mơ, mơ đây là số 4 số 4 đây là bốn cái trái gì đó một hai ba bốn đây là hai cái bông hai cái bông cộng với hai cái bông là bằng bốn cái bông nha các em hai cộng hai bằng bốn hai cộng hai bằng bốn đây là chỉ giờ. Giờ nha các em. Giờ y di. Giờ y -di. Giờ o do. Giờ u du. Giờ o -yo. Các em thấy cái hình này là hình gì đây? Hình là cây dù nha. Giờ u du quyền dù giờ u du cái dấu này gọi là dấu quyền đó các em giờ u du huyền du tờ ư tư tờ ư tư tờ ư tư cũng như là thứ tư ha giờ ơ dơ giờ ơ dơ giống như là ở dơ đó các em cái này là nơ ơ nơ tờ o to Tờ ở to là to đó, to là lớn đó, bự đó ha. Gọi là to. Bây giờ là chữ đ nha. Chữ đ hoặc là chữ, đọc là chữ d cũng được, đọc là chữ đ ha. Đ u đu. Thấy không? Đ u đu. Đ i đi. Mình uh, con thỏ nó đu dây nè. Các anh thấy con thỏ có đu dây không? Thành ra là đu, đ, u, đu, đ, i, đi, đ, ơ, đơ. Ơ, đơ là cái giống như cứng đơ đó, thấy không? Đ, ư, đư, đ, ư, đư. Đ, ư, đư thì không biết là cái gì đây. Đư là cái gì á, thầy cũng không hiểu luôn. Thấy không? Đ, ư, đư thôi. Uh, con thỏ thì nó đu dây tờ ư tư là thí dụ là uh, cô tư thím tư chú tư rồi là tờ ư tư đờ y đi tư đi mô tô m, m o mô tờ ô tô tư đi mô tô tư đi mô tô từ đi mô tô số 5 số 5 đây là số 5 nè, thấy không? 5 5 5 cái trái banh phải không? 5 cái trái banh. Ờ à, bốn cái gạch bốn cái gạch cộng với một cái gạch ra năm cái gạch. Ờ à, bốn cái cây kẹo cộng một cái cây kẹo ra năm cái cây kẹo. Bây giờ bắt đầu sang trang uh, mới nữa nha các em. Chúng ta, các em thấy cái 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 ca không? Ca đó thành ra nó, cái dần nữa là a nè. Là cờ a k. Đọc là chữ C mà đứng trước nguyên âm thì phải đọc là cờ. Đúng không? Chữ K nó gọi là nguyên âm đó nha các em gọi là cờ a k cái này là trái na thì đọc là n a na tờ a ta tờ a ta n a na n a na m a ma m a ma giờ a da da là cái da thịt mình đó ma là con ma đó là anh n a na là cái trái na này nè ta ta là giống như tôi á các em d a da da là nhiều á da d a da d a da n a na tờ o to cái, trái na nó to đó ta ta là ta là mình đó ta đó ta là tôi đó ta ta no ta no bây giờ chữ này là chữ đọc là g nha g g g g a ga 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 giống như nhà ga đó nhà ga là cái cái nơi mà cái ga xe lửa thí dụ vậy đó go 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 gu gu go 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 g u -gu. t tư d i d g a ga tư đi ga tư đi ga đó là tư đi ga xa lửa chẳng hạn vậy đó ha đây là hai con gà g a ga quyền gà cái dấu quyền ở trên G A G quyền gà. Số 6 nha các em, số 6. 6 6 6 Số 3. Số 3, 3 cộng 3. 3 cộng 3 bằng 6. 3 cộng 3 bằng 6. 3 cộng 3 bằng 6. 3 E. e, E, đây là cái trái me m e me m e me m e me đây là chữ e e con dê e con dê giờ e dê giờ e dê giờ e dê tờ ô tô tờ ô tô m e me m e me m e me -E -E. đây là chữ n l nha các em đọc là l, l l l l a la l a la con la đó con la là nó con nó nhỏ hơn con ngựa mà nó giống con ngựa đó E. L-E-Le L-E-Le Le là giống như Lý Le đó Lý Le đó bận đồ đẹp rồi Lý Le thế dụ vậy đó E E E là chữ E nó có giống mũ nè Thấy không E nó có cái nón đó L-E-Le Lê là cái trái lê đó Trái lê mà các em ăn đó lê ư l ư lư ư l ư lư. đây là con la nè con la nó giống con ngựa nè các em ha tư lê la tư lê la là không phải là tư đi ngựa đâu nha tư lê la là là nó nó chạy tới chạy lui đó lê la đó chạy qua chạy lại đó là lê la đó ừ. Ờ uh, đây là số 7 nha các em. 7 Đây là số 2. 2 cộng với 5 bằng 7. 2 cộng với 5 bằng 7. 2 cộng với 5 bằng 7. 5 bằng 7. Rồi, bây giờ bắt đầu uh, trang mới nữa nha. Chắc sửa sắp sửa hết giờ rồi đó các em ơi. Rồi, bây giờ đó Ờ uh, đây là con dế nha các em một con dế với con ve con dế và con ve ý tờ y tì sắc tí tờ y tì sắc tí ó o. o sắc ó o. o sắc ó n -o no sắc nó -no. rồi hết giờ rồi hẹn các em bài thứ hai nhé